Nếu vào một ngày bạn mở vòi nước ra và thấy nước chảy rất yếu. Khi mở thùng chứa các lõi lọc, ta thấy các lõi lọc này còn mới hay là mới vừa thay. Đừng quá lo lắng, Thanh Tú Bot sẽ chỉ cho các bạn một mẹo nhỏ để xử lý tình huống này chỉ với mỏ bơm xe đạp. Việc đầu tiên là các bạn sẽ phải lôi thùng áp này ra ngoài để chúng ta thấy được một cái van nhỏ này. Các bạn có thể mở van nhỏ này bằng tay hoặc sử dụng một dụng cụ là cái kìm cũng được. Chúng ta thấy này, y chang như cái van bơm hơi của chiếc xe gắn máy hoặc chiếc xe đạp này. Và sau đó thì sao? Chúng ta sẽ kết nối cái đầu hơi này vào. Gắn mạnh vào. Khóa hơi lại. Tiếp theo làm gì đấy? Nào anh em ta cùng bơm thôi. Đó. Các bạn cứ việc bơm hơi hoài lên. À, lưu ý đây là bình áp bằng nhựa nha các bạn. Chúng ta bơm tầm khoảng gần 2 kg. Các bạn sẽ mở đây ra. Hoặc các bạn bơm vừa nặng tay là xong. Sau đó, hiển nhiên chúng ta sẽ vặn chặt con ốc này vào đây. Trong lúc bơm, các bạn có thể mở van vòi nước. Sau khi chúng ta để lại hoàn tất, thì các bạn đóng nắp lại. Và bây giờ, chúng ta sẽ kiểm tra thành quả nha. Mở van vòi nước. Các bạn thấy nước chảy ra như thế nào? Áp lực tăng lên đáng kể. Máy lọc nước thôi mà, có gì đâu mà khó, đã có thầy Tú lo.